không bầm rồi ăn bài cho nó nhanh. Sẽ trộn lên để cho nó thơm, nó không bị hôi tanh nữa rồi. Hỏi hả? Chào cả nhà. Hôm nay cái bếp miền Tây sẽ là vào bếp làm món lẩu hải sản. Cái này cá tầm hả má? Cá tầm mới đi câu về các bạn. Mới đi câu ngoài chợ. Câu ngoài Âu Phượng đó các bạn. Mình dạng con cá có 2 ký mấy à. Âu Phượng dớt con cá 3 ký mấy 4 ký. Thấy con cá muốn hết hồn luôn à. Rồi bây giờ mình sẽ vào bếp làm nha các bạn. Đây là hôm nay là gác bếp miền Tây ăn Tết nha. Tại hôm rồi bận quá chưa ăn không Tết. Hôm nay ăn tàn là cá biển với ấy không. Mấy viên lương nay ăn. Nay mấy mình mới ăn Tết nè. Giờ mình sẽ vào bếp nha các bạn. Là gác bếp miền Tây. Xin chào các bạn, một năm an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Tết chưa chúc nghe hôm nay. Tết chưa chúc bộ nào bất bệnh công chuyện rồi nay bù. Và nay món lẩu hải sản này sẽ do siêu đầu bếp Tú nấu. Đại đầu bếp sẽ ở ngoài với Út Quý sẽ ở ngoài. Ở ngoài gì? Hỗ trợ. Ở ngoài hỗ trợ. Trời ơi. Trời, cá hôm nay có trứng nữa nè. Có không? Không phải. Cái này cái gì? Cái gan. Cái gan sao màu vàng? Không phải cái gan không phải cái gì vậy chứ phải trứng mà. Trứng. Trứng nó phải có hột hột này, không phải hột. Không phải trứng đâu. Giờ cắt ra lấy nó ra. Để nó bể ổn. Này không phải trứng đâu. Không biết hột phượng chắc. Qua điện hỏi phượng á, nó hỏi phượng ơi cái gì? Không phải trứng. Phải mỡ, mỡ dữ không phải mỡ luôn. Cái gan. Gan bự vậy hả ta? Mỗi lần đâu có. Không phải, không phải cái này cái gì á. Cái gì? Gì nó hổ phượng biết liền gì? Điện hổ phượng ở này cái gì? Cái gì ăn hồi rồi biết. Trứng. Trứng là mới tạo đó. Hay nữa nó có hột hột mới là trứng. Mà nó mới tạo chưa mấy hơn, mới có gì dây à. Thôi các bạn ai biết thì comment cho mình biết cái thể gì nha. Tại ăn mà không biết chứ con ăn là không biết cái này là cái gì. Ủa nè, mấy con trước không có. Ủa. Vậy là trứng. Không phải đâu. Mấy con trước không có gan. Không có, không có vậy. Mình có ăn rồi mấy cơ mà không có ha. Vậy con này nó thành tinh rồi. Không có con này bự quá. Rồi. Ừ. Cắt phanh ra. Khá là bự quá. Bự hơn tôi nữa. Xương nó là sậm chứ không phải là xương nên nó mềm lắm chứ không phải như mấy cá kia. Ôi cá còn sống các bạn, cắt sao mà thịt nó còn giật bật luôn à. Thấy không? Đúng rồi đó, nó rung đó. Đúng rồi đó. Nói tại sao mà cứ thế. Ôi má hay quá má ơi. Cái gì đó hả? Nghe kỳ thì cũng tả à. Nó hay quá. Qua kia nó chảy nó diễn tả lên đó. Đại đầu bếp bên kia về lặt rau các bạn. Môn này đâu có chơi được. Đâu này đại đầu bếp không biết nấu. Nấu ăn được chứ không được ngon. Đại đầu bếp chỉ nấu mấy món nhân gian thôi. Còn mà tân tiến vậy chút là đại đầu bếp hơi chịu thua nha các bạn. Cái công đoạn bầm ớt bầm xả mình nãy giờ mình tổ mình chưa làm xong đó các bạn. Để nguyên vậy nó ngon. Cát để nguyên vậy cái người ăn người không được ăn. Cắt ra thì ăn cũng được ăn. Ra đầu người ăn người chia ra. Đó, mình phải lấy lỗi ra nha các bạn, mình mới nạo nha. Để ăn này gác lưỡi à. Gác lưỡi rồi nó cứng quá nạo không được. Vậy là do cứng mình nạo không được các bạn. Chứ không phải là gác lưỡi.
Làm mắm nêm mình cũng bào vậy luôn các bạn. Này không có bào, này nào. Ở đây nào. Nào hồi gãy muỗng cười đã. Trời ơi, muỗng đi nấu. Này biết được. Wow, khác nhà rồi. Giờ để thơm mình phải cháy nó trong lại. Cái này không được trong lại rồi nó mới thơm. Chảy, mũi chảy, nó giải luôn. Giờ mình cho cà cho mình cháy luôn, cho màu đẹp luôn. Vậy là màu tự nhiên hả? Cho nó mềm luôn không? Cho nó mềm luôn. Cho nó bầm luôn đi. Nó siêu cái túi sẽ bỏ đầu cá vô luôn. Đầu cá nó lâu chín, tại đầu này không phải sậm mà có xương nữa. Ừ. Đầu không có xương nữa hả? Có. Không phải sụm không đâu. Có cái mỏ đó là sụm nè. Vậy hồi ăn mỏ đi. Hồi ăn mỏ đó. Ừ, con đi bỏ nha. Cái kia nào ăn được, ăn nào ăn được bỏ. Ừ. Nó sẽ đi bỏ hết. Bỏ nước hả? Bỏ nước. Bây giờ mình phải chặt dừa các bạn. Nấu lẩu phải uống nước dừa nữa nha. Này 5 cái hả? Nấu nồi lẩu. Nửa chục dừa. Nửa chục 12 lọ. Có trái thì nửa chục dừa này cũng có 5 cái à. Nửa có cái 10. Nửa có cái 10 đúng rồi. Chứ nửa chục dừa ăn không chịu. Không đủ đâu. Không đủ đâu. Không đủ đâu. Rồi bây giờ Túi sẽ bỏ nước dừa vô. À, ngọt về chịu sao nổi. Dừng. Cái này giống nó bún riêu quá ha. Màu giống màu bún riêu quá. Nó tương tự nhưng mà nó có nó chua hơn bún riêu. Hồi đâu có ăn nó đâu, chỉ lấy nước nó thôi à. À. Bỏ sả cây nữa hả? Cây đập ghê chưa? Quá tớn rồi. Đập làm 2 cây cho nhanh. Tôi thích đập 1 cây. Trời ơi. Khả năng tôi đập được 1 cây thôi. Wow, wow. Rồi để nguyên vậy luôn luôn hả? Vậy. Coi cá. Ăn nó xỉa từ lên. Sao không để luôn kia luôn? Để này luôn cho thơm nè. Ừ, đó. Để lá luôn. Đó hả? Vậy là nó thơm rồi. Ăn cho đâm vô họng chơi. Nồi lẩu ghê chưa? Không. Không có gì mà ghê cả. Ở nhà mình nghĩ là mình ăn chị hết ta. Trời ơi. Ngọt quá, tưởng đi bán không không. Nồi lẩu này cái đám cái chục vàng đó nha. Vậy hả? Ừ. Thôi nhà mình ăn có 6 người à. Người ăn bàn đi. Cũng không đủ nữa. Cũng dư nữa. Trời đất quỷ thần ơi. Tin được không? Rồi, thường gian nhập rồi đó. Đó. Nãy mình cắt tắt thiếu các bạn, giờ mình sẽ đại đầu bếp Tú sẽ ý quên xin đầu bếp. Quên lộn, xin đầu bếp Tú giờ sẽ làm thêm tắt. Đó.
Rồi ở bên sau mình đó là nồi lẩu hết hồn. Cái nồi lẩu thần thánh. Sôi rồi, nồi lẩu sôi rồi. Giờ sôi rồi bỏ gì vô nè? Chưa, nó sôi nhiều nêm nếm là xong rồi. Trời ơi nhanh dữ vậy hả? Ừ. Wow. Đây các bạn, mình cho các bạn coi nồi lẩu. Đó. Không hết á, mình vô keo để tủ lạnh ngăn mát á, mình ăn được cả tháng luôn các bạn. Tháng rồi, không có lo gì. Ăn còn bây giờ mình nghĩ là chắc ăn hết. Không biết gia đình mình mấy người? Sáu người thôi, ăn là lẩu là lớn đó. À. Hai cũng béo tròn, năm nay năm gì? Năm nay năm kỷ hợi, không ta? Kỷ hợi phải không? Tôi sẽ phấn đấu thành con hợi. Không. Bây giờ tôi đã là con hợi rồi. Bây giờ là như là 5 triệu 8. Cái 5 triệu 6 phải không? Vô tạ hả? Vô tạ cân tôi luôn. Nếu mà được. Không, không được. Tôi chưa. Vô tạ tôi sẽ bị. Tôi sẽ đi phải không? Đi. Thì tôi phải gán kiêng. Nồi lẩu nó sâu quá trời, xưa rồi biết rồi. Rồi, hết rồi. Ủa nó trong dưới ta. Trời ơi, đã đầu bếp nấu rồi. Này là giống như là tùy khẩu vị của mỗi người, giống như thích ăn me thì mình để me, nhưng mà me để nó hơi bị đục nước á. Mình phải để tắt. Nhà mình ăn tắt. Được, nói tiếng tướng sao có gà điểm nhạc liền ha. Nuôi nó quấn liền nó có nhiêu đó. Ừ. Chứ sao giờ? Giờ mình sẽ leo. Hấp được. Được. Có rã phong bưu rê không Tú? Vừa ăn vừa đủ thôi. Tí muối. Cái nồi bự nên để có hơi nhiều một tí ha. Muối hả? Ừ. Tí bột ngọt. Rồi, xếp nấu lẩu cho mình đổ hết vào. Cái bịch này nè nha các bạn, bộ thái. Thái đất hả? À? Thầy như vậy. Ăn ngày như tối phải ngủ chứ không có thức. Ôi, chắc là màu đẹp lắm nha. Cái vị này là ngon, có nhiều loại lắm, nhưng mà mình thích ăn cái loại này. Cũng cay mà nó nhìn hợp của vị mình ha. Gia vị nó cũng nêm sẵn ở trong đây á, cho nên mình cũng không cần nêm nếm gì nhiều. Quậy lên. Đó, lên màu rồi nè. Có màu như nước vẫn trong nha. Đừng vớt bọt thì nó còn trong hơn. Đúng không? Phải vớt bọt nó mới trong chứ. Người ta kêu đừng vớt đi. Thơm quá. Giờ sư Đức Tú sẽ ký tỏi. Để mà mình ướp với cá. Thấm thoát thì nãy giờ cũng 5 phút rồi. Đây văn hoa. Cái đó văn thì có hồ hoa, hồ dục đóng hồng. Nãy giờ chưa lấy muỗng đâu, chịu lấy. Mà lấy từ từ. Cái gì cũng phải từ từ. Ủa chảo nặng dữ nè. Chứ sao. Vớt. Thôi xèo xèo rồi. Cháy vậy mình có bỏ gì nữa không? Bỏ gì. Ướp gì nữa trong đây không? Giống như thích ăn đậm đà thì ớt, tí muối, tí bột ngọt. Thích ăn lạc lạc thì phải ớt. Rồi giờ lấy tay trộn lên nè. Trời ơi, lấy đũa trộn, đúng lắm. Trời ơi, bằng tay vàng mà. Cho một tí này. Nó tay vô luôn nè. Rồi,
dưa, còn này mình xào nấm nha. Bên đây là chuẩn bị lên nấm. Nấm để xào cho nó ngọt. Theo nhiều người có nước đậm không? Không. Có nước. Thì nó giang. Tươi quá, có nước thì không? Có nước thì nó giang. Xong cái không nữa thôi. Trời ơi, tôi biết rõ, xong dành lại hỏi dành lại là thắng cái tàu. Tàu đương nhiên nó phải có nước ở dưới đây rồi. Xào nhưng mà thích xào, xào với nó không bị đen cái ha. Cái nồi lẩu của mình với lại nó sẽ ra nước ngọt hơn khi mình không thích xào. Tại muốn ăn tươi là bỏ luôn trực tiếp vô phải không? Như vậy thì nó sẽ ra nước đen của nấm. Nấm phải là nấm. Rồi vô nhà lấy nấm mới ra luôn tôi. Thôi ăn nấm về được rồi, bình dân lắm. Thấy cái nồi này là hết bình dân nổi à. Xong mình sẽ cho đậu hũ trắng và xào sơ sơ lên. Nát không? Mình sẽ để đó sơ sơ thôi. Không có quậy được. Sao nãy mình muốn chiên sơ nó tiếp đi. Chiên sơ nó thầy thì mua đậu hũ chiên để mua mông sắc làm vậy. Sao nãy nấu cái xào xào á, xào lâu tốt. Giờ cứ hết từng bữa mà. À được rồi. Núm mình đã xào xong. Đó, giờ đút vô. Một dẫn chưa. Đấy. Rồi nó xôi lên. Rồi bên đây là xưa bếp Tú sẽ trộn lên để cho nó thơm, nó không bị hôi tanh hết rồi. Trộn vậy là ăn là nhiều, ai mà khó cái máy thì cái máy ăn vậy là không bị tanh nha các bạn. Thử tỏi này kia vô cái áp mùi. Mời cả nhà dùm cơm. Ý quên, mời cả nhà ăn lẩu. Đó. Hôm nay nhà mình sẽ nấu lẩu. Ăn Tết. Ăn Tết nè, giờ mới ăn Tết. Buồn quá. Như sôi ụt ụt mà. Anh nói quý giờ bơi rau trước đi. Bơi rau thì nó lẹ lắm. Rau gặp nước là nó chín rồi phải không? Ờ, nếu là nó chín mình bơi rau đó thì rồi bún coi dẻo không á. Gì mỡ gõ này mỡ rồi luôn. Này đây nè, đây nè, kỳ đó, thấy chưa? Một cái nữa. Xin chào cả nhà, đó giờ
mình sẽ ăn lẩu nha. Chị Kỳ. Hello con. Chào. Chào. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chị nói kìa, con ăn gì? Của ai? Của Gác Bếp miền Tây. Nói đi. Con là thành viên. Thành viên của Gác Bếp miền Tây. Là cửa Gác Bếp miền Tây. Cửa Gác Bếp miền Tây. Nóng lưỡi luôn rồi. Rồi. Nóng lưỡi luôn. Cái này nó cài quá luôn. Để thành đó. Phải không? Cài. Mẹ, sao mẹ lỡ cay dữ cho người ta ăn cay? Vậy mà ngon. Bớ bụng gì ăn cũng ngon quá. Cái thường cái nước ngọt vàng mới ngon. Đúng rồi. Có cái nước ngọt vàng ngon lắm á quý. Đúng không? Ngọt ngay luôn á. Đúng rồi. Ở đó để chắc cái gạo tự chính luôn tấu, cứ để ngay đoạn đèn giữa đó rồi nữa cứ lột vỏ ra chấm ớt ăn. Mẹ ơi. Mẹ ơi, cái đó đẹp lắm rồi à. Không xong thì nó phải vậy chứ. Mẹ xíu đẹp hả con? Đưa đèn móng ăn, để đèn móng giữa nướng lột tép, lột tép ra ngọt ngay. Đúng. Để lúc tôi đi chơi thầu đái đâu chung đó. Đúng rồi, thầu đái nó nướng vậy á. Lên cũng quốc trùng. Chúng mình ăn xong rồi, hẹn các bạn lại vào clip sau nha. Bye bye. Gặp ngày mai.